Thưa quý vị, mới đây, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh, Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Ủy ban bầu cử huyện đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện để triển khai các nhiệm vụ trong bầu cử thích ứng với điều kiện dịch bệnh phức tạp hiện nay. Phân công bổ sung nhiệm vụ phòng chống dịch đối với các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ quan có liên quan. Theo thống kê, huyện Mê Linh có 19 thành viên thuộc các tổ bầu cử thuộc các xã thị trấn là F1 tiếp xúc trực tiếp với các ca mắc COVID-19. Ủy ban bầu cử các địa phương đã điều chỉnh kiện hoàn bổ sung thay thế những thành viên đang bị cách ly này để đảm bảo các tổ bầu cử hoạt động bình thường. Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn nội dung phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với hình thức trực tuyến với 228 đại biểu, thành phần là thành viên các tổ bầu cử, cán bộ xã thị trấn, người làm công tác y tế các cấp vân vân. Liên quan đến công tác chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Huyện Mê Linh đã liên hệ công an thành phố Hà Nội, khắc 160 con dấu, 320 hòm phiếu phụ bổ sung cho các tổ bầu cử trong các trường hợp cử tri già, yếu và các cử tri đang bị cách ly y tế để ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.